Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Dám nói khoác trước mặt của ta, không biết tự lượng sức mình, biến thành mảnh vụn đi. Mở toàn bộ hỏa lực. Cơ giáp chiến sao? Đáng tiếc bây giờ tôi không thể nào có cơ giáp có thể sử dụng, nếu không cũng muốn điều khiển cơ giáp đấu với ông một trận thỏa thích. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể mượn cơ hội này để tôi có kỹ năng chiến đấu của tài khoản kỹ thuật một chút. Ơi, ngươi cho rằng cản được xạ kích thì có thể hóa giải được công kích của ta hay sao? Ngây thơ. Tên lửa của ta chỉ cần khóa chặt mục tiêu thì có thể đuổi theo ngươi đến chết. Chuyển hướng bám theo. Điều khiển máy móc. Ngây thơ. Có lẽ đi, dẫu sao tôi cũng từng ngây thơ cầu nguyện thế giới hòa bình đó. Chết tiệt, tên lửa của ta làm sao lại biến thành hoa rồi? Ngươi đây là đang chơi trò gì? Cái quỷ gì thế này? Chết tiệt, ngươi đây là năng lực gì? Vì sao có thể làm ra loại chuyện không thể nào tưởng tượng như vậy? Hoàng Phủ Đức. Hình thái áo giáp khổng lồ Never 140, HP 80%. Đợi đến khi đạt đến cấp đại sư kỹ thuật, ông tự nhiên sẽ hiểu thôi. Nhưng mà đoán chừng ngày đó sẽ vĩnh viễn không đến đâu. Ăn nói bậy bạ, một tên nhóc như ngươi làm sao có thể là đại sư kỹ thuật? Lại nói, cho dù đạt đến đại sư kỹ thuật, cũng sẽ không thể nào có loại năng lực như cậu. Chính bởi vì tôi đã là đại sư kỹ thuật, mới có thể xem nhẹ cấp bậc áp chế công kích cơ giáp cùng phạm trù kỹ thuật của ông. Nhưng mà tôi vốn có một nghi vấn, không phải nói người mạnh nhất hoàng chính là Tuyết Lộ hay sao? Vì sao cấp bậc của ông lại tương đương với cô ta? Tuyết Lộ quả thật rất mạnh, nhưng ở trong mắt của ta, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Vì vậy ta mới cho cô ta quyền hạn tự do mức độ cao nhất. Bởi vì cô ta cực mạnh, ta có thể thông qua dùng gen của cô ta chế tạo đội quân mô phỏng càng mạnh hơn. Ông cũng thật là thích làm ngư ông đắc lợi, dùng kết giới đóng kín khu 1 cùng với thủ đoạn của ông đúng không? Muốn nhốt Hàn Mặc và Hoàng Phủ Thánh ở trong đó chém giết lẫn nhau, cuối cùng ông mới ra dọn dẹp tàn cục. Người quả thật rất thông minh, chẳng trách lúc đầu linh viên xem trọng ngươi như vậy. Cứ muốn xếp vào mục tiêu treo thưởng trọng điểm. Bây giờ xem ra ngươi quả thật là kẻ thù hàng đầu của hoàng chính bọn ta. Mức độ nguy hiểm không thua kém gì toàn bộ tập đoàn Hàn Mặc. Loại mục tiêu có uy hiếp cao như vậy, nhất định là phải triệt để tiêu diệt. Ta sẽ để cho ngươi thấy được trạng thái mạnh nhất của ta. Ma Trang Cơ Bá. Thời gian duy trì 3 phút. Ma Trang Cơ Bá Level 180, HP 100%. Ôi, cơ bá ngầu thật. Tên này ông đặt cũng đủ bá đạo rồi đi. Đứng trước ma pháp công kích tăng cường của ta, ngươi không còn nơi nào có thể trốn. Chết đi. Pháp thuật oanh tạc. Blood Mark Pro. Ơi, lỡ ngươi đến mảnh vụn cũng không còn. Đây chính là kết cục của kẻ muốn đối đầu với ta. Ông đúng thật là quỷ tài đặt tên. Trên lĩnh vực đặt tên này, tôi tình nguyện chịu thua. Nhưng nếu đổi thành ma thuật, vậy thì tôi cũng lấy bản lĩnh thật sự ra. Cái gì ngươi vậy mà? Không hề hấn gì cả, làm sao có thể? Hệ thống triệu hồi ma lữ quang minh. Varay. Nhận được, đang triệu hồi vui lòng chờ đợi. Cảnh báo. Phía trên có nguồn năng lượng cao, phía trên có nguồn năng lượng cao. Phía trên căn cứ, ngoài mười mấy tầng lầu ra, còn có tầng bảo vệ kim loại đặc biệt, phòng ngự tấn công của đạn hạt nhân, cũng không có bất kỳ thứ gì khác. What? Thiên thạch? Dưới đất sâu mấy chục mét làm sao có thể có thiên thạch? Con mẹ nhà nó, sao lại có chuyện vô lý như vậy được? Lá chắn tăng cường ma lực.
giá trị lá chắn trừ 10%, 20%, 30%. Ơi, ma trang cơ bá level 180, HP 20%. Ơi, cảm giác thật là ấm áp, đó là. Ma nữ quang minh Varay, level chưa rõ, HP 100%. Chủ nhân trí cao vô thượng anh minh thần võ của ta, cảm ơn ngài đã triệu hồi, xin hỏi có gì dặn dò? Là muốn tôi giết kẻ thù của ngài hay sao? Không, giữ lại người sống. Có rất nhiều chuyện phải hỏi ông ta. Tuân mệnh, cũng chính là chỉ phải giữ lại cho ông ta một chút hơi tàn, những cái khác sẽ tùy ông, sẽ tùy tôi chơi đùa đúng không? Cảm ơn chủ nhân đã ban ân. Thiên hỏa lưu tình. Vậy mà lại là ma pháp cấp bậc này. Ma nữ quang minh này vậy mà lại là tính cách không tốt. Xem ra lại là một tài khoản phản diện rồi. Nhưng mà có thể không chịu chút tổn thương chấn áp ma pháp của trang cơ bá cấp bậc 180. Thực lực tài khoản này đã được chứng minh đầy đủ rồi. Mặc dù còn không thể nào một đòn miểu sát coi thường cấp bậc giống như là ám ảnh quân vương, nhưng cũng đủ dùng rồi. Quan trọng nhất là không tốn tiền cũng không tác dụng phụ. Lão tử vậy mà còn chưa chết. Hoàng Phủ Đức level 105, HP 2%. Tiểu tử thối, chính là tiểu tử thối, trực tiếp giết ta không phải là xong chuyện rồi sao? Lá chắn ma pháp, chủ nhân cẩn thận, tên này sợ là định tự bạo, muốn đồng quy vô tận với chúng ta. Tự bạo? Muốn cùng chết? Không không không. Mạnh cả ta còn đáng tiền hơn các ngươi nghĩ, sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy được? Đây chẳng qua chỉ là một tiết mục bảo lưu áp dưới đáy hòm mà thôi. Đây là thả thí nghiệm Bích Nam. Bích Nam 13, level 160, HP 100%. Không hay rồi, Tuyết Hạc bị tên khốn đó khống chế rồi. Phiền chết mất, toàn là những thủ đoạn thấp kém đáng khinh, ta chán rồi. Cả người phụ nữ này, tất cả đều bốc hơi hết cho ta. Dừng tay, đừng làm tổn thương Tuyết Hạc. Hả, vì sao? Đây cũng không giết kia, đây cũng không giết, kia cũng không thể giết. Vậy cũng quá nhạt nhẽo rồi đi. Thế nào, đến cả mệnh lệnh của chủ nhân cũng dám chống lại rồi hở? Không không, không phải, ta tuyệt đối là không dám có suy nghĩ này, xin chủ nhân tha thứ. Ta sớm đã cài đặt một giao diện trên người của Tuyết Nộ, chỉ có ta mới có thể khống chế. Bây giờ chính là cơ chế bảo hiểm đó. Bây giờ cô ta đã trở thành con rối của ta, tuy không phải là mạnh nhất, nhưng lại hữu dụng nhất khi đối phó với người. Ngươi không nỡ làm tổn thương cô ta hay sao? Vậy sao? Xem ra tôi vẫn là quá nhân từ rồi. Vốn định giữ lại cho ông một hơi tàn để lấy tình báo, bây giờ xem ra không nhất thiết phải như vậy nữa. Ông có thể chết rồi. Ngươi biết phải làm thế nào rồi chứ, Varay? Đợi câu này của ngài rất lâu rồi, chủ nhân. Quang huân phổ chiếu. Bích Nam 13, yểm hộ ta chạy trốn. Chết tiệt, sát ý mạnh quá. Tên tiểu tử này tuyệt đối không phải là kẻ yếu đuối hiền từ. Nếu não tử còn không đi, thật sự là sẽ chết trên tay cậu ta. Làm không tồi, trước đây để mặc ngươi chạy thoát, tự mình trưởng thành, quả nhiên là quyết định chính xác. Tiếp tục bảo vệ ta. Thiết bị chạy trốn truyền thống cỡ nhỏ. Công kích cứng rắn của Varay gây áp lực quá lớn đối với Tuyết Hạc, nhưng không có mệnh lệnh của Hoàng Phủ Đức, cô ấy sẽ không chống đỡ. Cô ấy sẽ chống đỡ như vậy đến chết mới dừng lại. So với giết Hoàng Phủ Đức, bây giờ mình nên ưu tiên cứu Tuyết Hạc mới đúng. Ngươi đã bỏ qua cơ hội tuyệt vời để giết ta, Diệp Hạo. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi rốt cuộc vẫn không nỡ ra tay.
ta sẽ chấn chỉnh lại lực chiến rồi lại tìm ngươi tính sổ. Lần sau gặp mặt chính là ngày chết của ngươi. Tiếp tục chiến đấu cho ta, Bích Nam 13, đến chết mới dừng lại. Chủ nhân, dấu hiệu ma pháp có hiệu lực, bất luận là ông ta chạy đến chỗ nào đều có thể dễ dàng tìm được ông ta. Làm tốt lắm, bây giờ chuyển thành phòng ngự, sau đó từ từ đến gần Tuyết Hạc. Ta có tính toán khác. Tuân lệnh. Gió bão không độ. Thẻ thí nghiệm Bích Nam 13, level 160, HP 8%, trạng thái dị thường, siêu áp lực, tiếp tục thất thoát sinh mệnh. Mở lá chắn bảo vệ, bảo hộ ta đến trước mặt của cô ấy. Đã rõ. Thẻ thí nghiệm Bích Nam 13, HP 3%. Chính là lúc này, đừng quên triệu hồi tôi lần nữa chủ nhân. Chuyển đổi tài khoản mặc tư. Ngủ đi. Cô sẽ không bị bất kỳ người nào khống chế nữa. Tôi bảo đảm với cô. Duy Tử lập tức quét thân thể của Tuyết Hạc, tìm ra chỗ có vấn đề rồi tiến hành cải tạo. Giao cho tôi đi. Quét hình hoàn tất, cơ thể của cô ấy trừ linh kiện khống chế còn giấu kín những thiết bị tự bạo, hơn nữa uy lực cực lớn. Thiết bị tự bạo sao? Cũng may trước đó ta cố ý thả Hoàng Phủ Đức đi, nếu không ép ông ta đến đường cùng nhất định là sẽ làm Tuyết Hạc tự bạo, lập tức cải tạo. Đã hiểu, tất cả chương trình và thiết bị bất lợi đã hoàn toàn được xử lý. Cải tạo hoàn tất. Bỗng nhiên ngồi dậy. Tôi đây là cơ thể sao lại? Cô tỉnh rồi, cảm thấy có được. Cảm thấy được có gì thay đổi hay không? Thân thể cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Luồng áp lực vẫn luôn ép trong tim đã biến mất rồi. Cảm giác tự do trước nay chưa từng có. Là cậu làm hay sao, Diệp Hạo? Nhưng mà tiếc là năng lực của tôi còn không đủ để cải tạo những máy móc trong cơ thể của cô thành cơ thịt chân chính. Đó là đương nhiên, loại chuyện này đoán chừng cũng chỉ có thần mới có thể làm được. Không, cậu đã vì tôi làm quá nhiều rồi. Mặc dù trước đây thân thể của tôi bị khống chế, nhưng vẫn là có chút ý thức. Cậu không những đã cứu tôi, thậm chí còn cho tôi tự do và sinh mệnh thứ hai. Tôi thật sự là không biết nên báo đáp cậu thế nào mới được. Cậu hy vọng tôi báo đáp cậu thế nào? Chuyện gì tôi cũng đồng ý làm. Hả, cái này? Này, thái độ và tính cách tương phản cũng quá lớn rồi đấy. Nếu cô thật sự muốn báo đáp tôi thì vẫn là cho tôi tiền đi. Tôi bây giờ còn thiếu rất nhiều tiền. Tiền, thật sự như vậy là được rồi sao? Rõ ràng cậu bảo tôi làm gì cũng không từ chối. Tuyết Hạc đã chuyển cho bạn 500 triệu. 500 triệu, sao cô lại có nhiều tiền như vậy? Tôi vẫn luôn lăn lộn giữa các khu an toàn lớn. Một bên tìm các loại linh kiện để giải trừ hệ thống khống chế trong cơ thể, thuận tiện cũng tích không ít tiền. Vì để sau này khôi phục tự do có thể cao chạy xa bay. Hóa ra là vậy, chẳng trách mỗi lần gặp cô ấy đều là đang. Vậy tiếp theo cô có dự tính gì? Bỗng nhiên, có được tự do vẫn thật sự là có chút không quen. Đến bây giờ tôi vẫn còn đang trong cảm giác mơ màng không chân thực. Nhưng mà bây giờ tôi quyết định phải ở bên cạnh cậu, giúp cậu tiêu diệt Hoàng Chính. Không được, mặc dù tôi đã tu sửa thân thể của cô, nhưng trước đó cô đã tiêu hao quá mức, còn đang ở thời kỳ yếu ớt, nhất định là phải nghỉ ngơi trước. Nhưng mà tôi muốn giúp cậu. Vậy thì hãy khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nếu không bây giờ cô đi theo tôi cũng chỉ có thể là gánh nặng. Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Nhất định phải đợi tôi đó. Này Duy Tử, có phải trong lúc tu sửa ngươi đã động chân động tay đến nhân cách của cô ấy rồi không? Đây còn là Tuyết Hạc lạnh lùng mà ta quen biết hay không? Chủ nhân, ngài vẫn quá trẻ rồi, căn bản không hiểu cái gì gọi là nhân, cái gì gọi là ân ái. Kiểu cô gái lạnh lùng này một khi nghiêm túc có thể sẽ nóng đến ngài chịu không nổi. Ăn nói bậy bạ, sao ngươi không đi nghiên cứu đi? Ây, tôi sai rồi chủ nhân.